Sáng ngày 22 tháng 10, nước đã rút hết toàn bộ tại khu chợ thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. Cũng lúc này, hàng nghìn tiểu thương bắt đầu vào các gian hàng để kiểm tra hàng hóa, tài sản. Thế nhưng, sau 4 ngày ngập lụt, hàng hóa của họ gần như đã hư hỏng. Nhìn khung cảnh nhếch nhác, tan hoang của khu chợ Hà Tĩnh sau trận lũ lịch sử khiến nhiều người xót xa, những con đường nhỏ giữa các quầy hàng trở thành những đống rác khổng lồ. Hoa quả, rau củ thối rữa, chất đống nằm la liệt. Do lượng hàng hóa bị hư hỏng nhiều, lẫn lộn cả bùn đất, rác rưởi nên các tiểu thương phải huy động người nhà ra hỗ trợ tìm kiếm những hàng hóa còn dùng được, mang ra phơi và dọn dẹp những hàng hóa hỏng vứt đi. Ghi nhận của phóng viên, do hàng hóa tại chợ chủ yếu là thực phẩm, nông sản, nên khi nước lũ ngập, các hàng hóa này bị thối rữa, mọc mầm hoặc ướt, ẩm mốc, hư hỏng hoàn toàn. Chỉ có một số gian hàng bán dép, đồ nhựa có thể lau chùi và sử dụng lại. Tuy nhiên, lượng mặt hàng này không nhiều. Vừa bới vào đống bùn đất để kiếm những thứ còn sót lại, chị Trần Thị Hà mếu máu. Nước lũ cũng trôi hết rồi, bùn đất lấp hết hàng hóa. Giờ phải bới ra xem còn thứ gì sử dụng được thì rửa sạch phơi khô bán. Không biết còn vớt vát được đồng vốn nào không. Số còn lại thì chỉ có vứt đi thôi, đau xót lắm. Được biết hiện tại trong trung tâm thành phố Hà Tĩnh, nước đã rút hết. Người dân bắt đầu dọn dẹp nhà cửa để trở lại cuộc sống bình thường sau lũ. Các tiểu thương cho biết trận lũ lịch sử này đã gây thiệt hại nhiều. Vì nước lên quá cao, họ không lường trước được để di chuyển hàng ra khỏi chợ.